này, con hãy con chú ý nào. Câu chuyện sự khác ngày và đêm. Ngày xưa, ngày xưa, mặt trăng, mặt trời và gà trống cùng sống với nhau ở trên bầu trời. Mặt trăng mặc một chiếc áo màu trắng, con gà trống thì đội một chiếc mũ màu đỏ. Mặt trăng rất thích chiếc mũ màu đỏ của gà trống. Một hôm, mặt trăng thì nói với gà trống: "Gà trống ơi, chúng mình đổi mũ và áo cho nhau nhé." Nhưng gà trống nói: "Không, tớ không thích chiếc áo màu trắng của bạn đâu." Mặt trăng cứ gà đổi mãi, nhưng gà trống nhất định không chịu. Mặt trăng liền giật lấy chiếc mũ của gà trống và ném xuống đất. Gà trống vội vàng bay theo để tìm chiếc mũ của mình. Sao cho phù hợp để gắn vào bức tranh lớn cô sẽ dành tặng cho chúng mình. Và vì đây
nên các con hãy thử trải nghiệm để cô xem sự hiểu biết của chúng mình về ngày và đêm như thế nào. Các con đã nhớ chưa? Đúng rồi. Hãy có thời gian dành cho chúng mình đó là một bản nhạc. Sau khi hết thúc bản nhạc thì mỗi đội hãy cử cho cô một bạn đại diện lên giới thiệu về bức tranh của đội mình. Còn tất cả các con hãy cùng kiểm tra các bạn. Các con nhớ chưa? Đúng rồi. Và ngay bây giờ tôi xin mời đại diện của ba đội trên đây nhận tranh và nhận rổ đồ chơi nào. Cô xin mời các con. Nào, mời con. Sau khi bạn đội trưởng mang được tranh về thì chúng mình hãy mở luôn tranh ra để cả tổ mình cùng thảo luận và khám phá nhé. Các con đi rổ đồ chơi. Rồi, đúng rồi. Rồi, chúng mình sẵn chưa nào? À, để con giúp lại. Đúng rồi. Đúng rồi. Lùi lại các con nào. Lùi lại nhá. Lùi lại để đây con. Đây đây con. Đây con đây ngồi lại với con nào. Rồi. Đây là rổ tranh của chúng mình. Các con hãy thảo luận đi và tìm cho mình những bức tranh phù hợp nhá. Con ơi, đội mặt trời ơi, chúng mình ngồi lùi lại đây một chút nào. Con ơi, mình không dám lên tranh như thế nhá. Mệt đấy. À, con thiếu ạ, con ngồi lên lại đã. Rồi, rất là đẹp. Chúng mình ngồi lại nào. Các con ơi. À, con thấy đội mặt trời có nhiều tranh quá. Các con ơi, các con thấy những bức tranh này có phù hợp không? À, những bức tranh gì nhỉ? Con thấy bức tranh gì mà đẹp thế này? À, bức tranh của con mặt trời này. Và các con đã lựa chọn được rất nhiều những ảnh phù hợp để gắn lên đúng không? Đội mặt trời làm rất là nhanh. Cô sẽ đi kiểm tra các đội khác nhá. Các con ơi, thảo luận như phải nói nhỏ. Chúng mình nói hơi to, chúng mình nói nhỏ lại nhá. Đội mặt trăng ơi, các con được tặng bức tranh gì đây? Các con thấy bức tranh này có đẹp không? À, rất đẹp đúng không? Thế các con thấy những hình ảnh này có phù hợp không? Đúng rồi, tiếp tục nào, nhanh nào. À, ông mặt trời có mua quần áo, đúng rồi.
rồi. Vâng, đúng rồi. Rất chính xác. Rồi, cũng cảm ơn Thu Trang. Các con ơi, dành một tràng pháo tay để chúc mừng Thu Trang và các con nhau. Các con ơi, các bạn đã hoàn toàn chính xác khi lựa chọn được những bức tranh để gắn vào bức tranh lớn ban ngày của mình đã lựa chọn đấy. Các con ơi, thì các con hãy nói lại cho cô cả nghe. Đây là hình ảnh gì? À, bầu trời. À, bầu trời. Bầu trời này vào ban ngày hay ban đêm? Ban ngày. Tại sao chúng mình biết là ban ngày nhỉ? Sáng. À, đúng rồi. Trời rất là sáng, đúng không các con? Thế còn đây là hình ảnh gì? Quả. À, chúng ta trống đang gáy trong ban ngày hay ban đêm đây? Rồi vì chúng gà trống sẽ gáy để gọi ông mặt trời thức dậy đúng không? Chúng mình hãy làm chúng gà trống gáy thật vang thật to để cho các con cùng nghe nào. À, rất là giỏi. Bây giờ cô lại có một câu hỏi nữa. Các con hãy cùng cô này nhìn qua những ô cửa để xem trời hôm nay như thế nào. Ở phía sau đang có rất nhiều các cô giáo, chúng mình nhìn phía trước. Nào, sao nhìn nào? Ai có ý kiến nào? Có mời Thu Trang. Con thấy trời như thế nào Trang? À, rất cảm ơn Thu Trang. Ai biết nữa nào? À, cô mời con. Con thấy trời như thế nào? À, đúng rồi, rất là giỏi. Cô xin được cảm ơn bạn Tuấn. Các con ơi, đúng rồi đấy. Trời rất là sáng, bởi vì sao các con có biết không? Vì bầu trời của ban ngày có mặt trời nên đã chiếu sáng xuống mặt đất. Dù là vào những ngày có mây đã che khuất mắt mặt trời, nhưng những tia sáng từ mặt trời cũng sẽ khiến trái đất của chúng mình sáng lên đấy. Và các con biết không, khi mặt trời xuất hiện sẽ cung cấp cho chúng mình rất nhiều vitamin D giúp xương chúng mình chắc khỏe này. Đồng thời, ánh sáng mặt trời cũng giúp gì? Phơi khô quần áo này, giúp phơi khô tóc lúa và còn làm ra năng lượng điện sạch nữa các con ạ. Và nhờ có ánh sáng của mặt trời thì vào ban ngày con người sẽ đi học, đi làm, đi chơi, cây cối và vạn vật cùng phát triển. Các con đang nhớ chưa nào? Đúng rồi. À, hãy hỏi các con một câu hỏi nữa. Tất cả những hình ảnh này là đặc điểm đặc trưng của hiện tượng tự nhiên nào? Và lớp nói to nào? Ban ngày. Cả lớp nói to. Ban ngày. Đúng rồi. Tất cả những hình ảnh này là đặc điểm đặc trưng của hiện tượng tự nhiên ban ngày. Cả lớp nói to nào? Cô đã dành tặng cho đội mặt.
chúng mình có nhìn thấy gì không? À không nhìn thấy gì. Thế còn đây là hình ảnh gì? À mặt trăng và những gì đây? Sao. Thế tại sao lại có mặt trăng và những vì sao nhỉ? Vì đây là gì? Trời tối. À đúng rồi, vì đây là trời tối, tức là ban đêm đấy. Các con có biết không? Bầu trời vào ban đêm thì thường rất tối do chúng ta không nhìn thấy mặt trời. Nhưng cũng có những đêm chúng ta sẽ nhìn thấy mặt trăng và các ngôi sao. Nhưng cũng có những đêm do tầng mây quá dày thì chúng mình sẽ không thể nhìn thấy mặt trăng và những vì sao được đâu. Và những đêm đó thì không gian sẽ càng tối hơn. Vậy con đố chúng mình biết, vào những đêm tối như thế thì chúng mình làm gì để có thể nhìn rõ được mọi người, mọi vật nhỉ? Ai biết ạ? Giơ tay đẹp ạ. Cô mời con, cô mời Tuấn. Chúng mình phải làm gì hả Tuấn ơi? Con thưa cô, là dùng đèn pin đúng không? Đúng rồi, một ý kiến chính xác. Ai biết thế nào? Ai biết? À cô mời con, hoa nào? À có mặt trăng và ngôi sao là cũng sáng rồi đúng không? Cảm ơn các con. Các con ơi, vào những đêm tối thì muốn để nhìn rõ được mọi người này, mọi vật này thì chúng mình sẽ sử dụng đến đèn điện, đèn pin, đèn dầu và cả gì nhỉ? Cả nến nữa đấy. Vậy còn một câu hỏi khó hơn, đó là con người thì sẽ làm gì vào ban đêm? Ai biết nào? Ai biết nào? À cô mời Trang. Đúng rồi, rất chính xác. Cảm ơn Trang. Một bạn nữa nào. Ai nữa nào? Cô mời con, cô mời Hà My. Hà My thấy mọi mình sẽ thường quây quần về bên nhau, cùng ăn bữa cơm tối, cùng nhau thư giãn như xem tivi, đọc sách hay trò chuyện cùng nhau và cùng nhau đi ngủ đấy. Vì chỉ đi ngủ vào ban đêm thì chúng mình mới có thể có một sức khỏe tốt nhất cho ngày hoạt động ngày hôm sau. Nên chúng mình phải luôn nhớ đi ngủ đúng giờ và ngủ giấc. Các con đã nhớ chưa? À, và tất cả những hình ảnh này là đặc điểm đặc trưng của hiện tượng tự nhiên nào các con? Còn đêm thì tối, ban ngày thì chúng mình có thể nhìn thấy
nếu chỉ có ban ngày mà không có ban đêm thì sẽ như thế nào Trang nhỉ? À đúng rồi, cô cảm ơn Trang. Các con ơi, ban ngày, ban đêm đều là những hiện tượng tự nhiên trên trái đất rất cần thiết cho con người, con vật và cây xanh. Ban ngày và ban đêm thì được lặp lại hàng ngày và hỗ trợ cho nhau. Nếu thời gian ban ngày là để hoạt động thì thời gian ban đêm sẽ là thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng cũng có một số ngành nghề trong xã hội như là nghề bác sĩ, nghề lao công thì các cô, các bác sẽ phải làm việc thêm vào ban đêm để đảm bảo được công việc đấy. Nhưng mà còn nhiệm vụ của chúng mình đó chính là đi ngủ thật đúng giờ, thật đủ giấc để có một sức khỏe tốt nhất. Các con đã nhớ chưa? Rồi ạ. Các con nhớ chưa nào? Rồi ạ. Rất nhiều rồi, và ngay bây giờ cô sẽ dành tặng cho chúng mình một bài hát rất hay. Và muốn biết đó là bài hát gì, là trò chơi vận động gì, xin mời các con đứng dậy nào. Đứng dậy nào và chúng mình sẽ lắng nghe nhạc để xem chúng mình sẽ vận động như thế nào nhé. Bác kể được câu khúc không?
mình em gái bước vào nào. Nào và cùng giơ bài của mình lên trước ngực để cô và các bạn sẽ cùng kiểm tra cho các con nào. Nhi ơi, Nhi giơ bài lên nào. Bách ơi, Bách ơi, Bách giơ bài lên. Bách giơ giống cô nào. Các con ơi, đội mặt trăng hãy kiểm tra cho đội mặt trời. Đội mặt trời thì kiểm tra cho đội ngôi sao. Còn đội ngôi sao thì tiếp tục kiểm tra cho đội mặt trăng để xem là có ai làm bài chưa chính xác không. À đúng rồi, bạn Tuấn chính xác hết. Và cô phát hiện ra hôm nay sẽ chỉ có bạn Bách là bạn làm hơi chậm một chút thôi, nên là không kịp đi tiến độ của bạn. Và Bách ơi, một lát nữa con sẽ tiếp tục làm bài Bách nhá. Và hãy dành một tràng tay để chúc mừng các bạn nào. Đã sẵn sàng để đến với trò chơi thứ hai chưa? Hai trò chơi thứ hai còn khó hơn, nên là cô muốn nhờ tất cả các con hãy tự cầm bài của mình và đặt lên bàn. Và trên bàn cái này giúp cô nào. Chúng mình sẽ cần đến những chiếc ghế thể dục nhá, nên chúng mình sẽ không để lên ghế nữa. Đội mặt trăng ơi, để tặng em cái nha. Rồi, thank you. Cả lớp quý ba làm tập hợp. À, chúng mình lùi xuống nào. Lùi xuống vị trí mà chúng mình đã quyết định nào. Ba làm tập hợp. Lùi xuống, lùi xuống. À, Nghi, Khỏi Nghi và Thu Trang. Đội mặt trời ơi, chúng mình lùi xuống nào. Tấm lên, tấm lên, tấm lên, nhanh lên. Cả lớp chú ý. Và việc đầu tiên để chơi được trò chơi thứ hai của cô được tên là đội nào nhanh hơn thì cô cần tới 3 chiếc ghế thể dục. Cô sẽ đây giúp chúng mình một cái, còn 2 cái ở hai bên. Các bạn đây giúp cô nào. Bạn đây giúp cô. Các con ơi, để ở hai đầu. Để ở hai đầu nào Trang ơi. Trang được bên là thế không rồi Trang. Đúng rồi. Đúng rồi. Các con đặt xuống giúp cô. Để cô giúp cô. Đây, đây, bằng bằng. Rồi, giỏi lắm. Đấy, đúng rồi. Vừa đây. Để chơi được trò chơi đội nào nhanh hơn, cô đã chuẩn bị cho mỗi đội một chiếc ghế thể dục, một bức tranh được gắn sẵn trên bàn và mỗi đội một rổ đặc điểm tượng. Cô sẽ đặt ở trên những chiếc ghế. Các con nhìn này nhá. Các con hãy nhìn nào. The chase and the hunt, and I said
set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Nên hãy